Rồi thì let's start with the lesson over here. Your student books page. Page 47. Today we have adverbs and adverbial phrases. Thì mấy bạn biết ha, ADV là viết tắt của adverb hoặc là adverbial phrases, trạng từ và cụm trạng từ. Rồi bây giờ thì xưa giờ mình vẫn quen thuộc với cái chuyện trạng từ đó, nó là đuôi Lily đúng không? Đuôi Lily, đuôi Lily. Bây giờ mấy bạn kiếm những cái câu đó mà có cái chữ Lily cho cô đi. Cứ đọc lên là one point. So anyone. Mấy bạn cứ kiếm nó đi, còn nghĩ nó thì mình cứ khoan, cứ kiếm được nó đã. K1, one Lily, you have one point. Oh, okay, Phương Duy. Cô là make a quickly bucket and stick to it. Make a quick weekly bucket and stick to it here. Yes, quickly. Next one, anyone? Wait, Phương Duy. What's your name? Oh, okay. Ngọc Lan, please. At a more leisurely pace. At a more, where is it? Is it 1, 2, 3, 4, or 5? Decide which interrail ticket is best for you. At a more leisurely pace. Here, yes. If at a more leisurely pace, yes, leisurely. Bình, not lành. Trang Vy, Vy Trang. If you're endlessly looking for somewhere to stay. If you're endlessly looking for somewhere to stay. Okay, thank you. Next one. Anything else? What? Over here. I'm sorry, I have been underlining on this side. Anh Thư? You can find some pretty good deals if you book early. Early. Over here. Can you? You are hardly going to need a suit or high heel. You are ở đoạn cuối đó. Hardly here. Hardly going. Wait, when you, right? When you. I'm starting to lose all of your names. I don't remember who your names are. Okay, don't with you. Next one. Anyone else? Cần không ta? Do we have anything else? Oh, cũng còn nữa. Anyone? No one? Or over here. This part, we have one phrase. Chỗ này có con ở đây. Anyone? Here, really? Yes, thank you, Kim Ngân. What is it, Ngân? Is Kim Ngân go? Yes. Okay. Really neat. So, thì cũng như hồi xưa ha, thật ra là có một số cái trạng từ á, thêm từ cái tính từ mà thêm ly thì mấy bạn sẽ có trạng từ. Nhưng mà nhiều khi nha, nhiều khi thì giống như cái này thì nó theo quy tắc xưa giờ. If you book with early đúng không? Là book cộng với early, động từ đi với trạng từ. Hoặc là endlessly looking thì cũng động từ đi với trạng từ á, là theo quy tắc xưa giờ. Nhưng mà nhiều khi mình lại có a weekly budget or a more leisurely pace. Thì tại sao lại có những cái này ha? Cho nên là mình sẽ coi qua quy tắc.
Rồi. Thì một số chữ nó có cái dạng y chang tính từ luôn. Một số trạng từ nó có dạng y chang tính từ, ví dụ như là early, fast, quick, weekly, monthly, yearly, là những cái động từ, những cái trạng từ này nó có cái form giống tính từ. Next one, một số chữ ly á, thì lại không có là cái dạng trạng từ vừa từ khi mà này. Đây ha, những cái chữ này nè, friendly, cozy, morally, love, thì nó không có dạng trạng từ, nên là mình bỏ vào đây để thế cái dạng cái cột trạng từ luôn. Đây, she smiled me in a friendly way. Mình không có friendlyly, she smiled me friendlyly, mà in a friendly way. Thật ra mình nói she smiled at me friendly cũng được. Next one, ở đây ha, cái nguyên cái khúc này thì đôi khi adverbs đó, nó có hai dạng, một cái là dạng ly và close closely, deep deeply, late lately, và một cái là không có. Thí dụ như những cái này, đây là những cái chữ mà nó có hai dạng. Đôi khi thì cái nghĩa nó tương tự nhau ha, đôi khi cái nghĩa nó không có giống nhau gì hết trơn. Đây, thí dụ như mình có nè, let's stay close together, hoặc là the policeman watched them closely, hãy ở gần nhau, hoặc là the policeman watched them, cảnh sát theo người ta rất là sát sao. Còn không á, đôi khi nó lại không có cái nghĩa tương tự gì hết. Như là the train arrived late, là cái xe nó đi trễ, nhưng mà ở đây là gần đây bạn lại, thì thí dụ như hai chữ này nó là khác nhau. Cho nên là chung quy ha, ở đây có một số trạng từ nó là tính từ luôn, một số không có dạng tính từ, không, một số tính từ không có dạng trạng từ thì mình phải thuộc thôi, phải thuộc ha. Rồi ở đây có một số từ như là đây, có khi nó mang nghĩa giống nhau, có khi nó lại mang nghĩa rất là khác nhau. Ví dụ chữ này hoặc là chữ này thì là giống nhau. Rồi chung quy là mấy bạn làm gì mấy bạn quen á, nhưng mà theo quy tắc xưa giờ thì hồi xưa giờ mấy bạn cứ làm theo quy tắc là tính danh, động trạng, trạng tính, đúng không? Thì đó, trạng từ đi trước tính từ hoặc là trạng từ đi với động từ, đó là mấy cái cách mà như xưa giờ thôi, như là bài word formation xưa giờ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ những cái từ này vô đây đi, cái này thì xét về nghĩa chứ cũng chưa có xét về cái dạng lắm. Rồi mấy bạn đổi nó thành trạng từ xong mình, ủa, nó cũng là trạng từ rồi đó. Có một số cái chưa có trạng từ, ví dụ quick là mình phải thành quickly chẳng hạn. Rồi mấy bạn đổi nó thành trạng từ trước đi, rồi xong bỏ nó vô. Hurry hurry. Anyone? Oh, Thu Ngân. Which number? One? Number one. Okay. Number one is early. The whole sentence. Great tips. Great tips. Thanks, Laura. I also add that it's worth booking accommodation early, as you may get a discount. Okay, yes. Book early, as you may get a discount. Next one, would you please? Number two is daily. Check travel websites daily too, as the special offer don't last for very, very long. Check website daily, huh? Cô cũng có thể hiểu sao bạn chọn daily. Daily nghĩ cũng hợp lý ha. Nó nên là daily chứ sao cô để closely ta? Cái này nên là daily á, chắc là lỗi cô á. Closely cũng hợp lý.
ở daily nhé. Ủa sao cô để ở đây ta? Sorry, sorry, this one should be daily. Okay, here. Ừ, đúng rồi. Nên no, là no, no, daily. Oh my god, sorry. Next one. Next one. Next, next. Nguyên. And what your luggage closely if you are traveling by train? Yes, closely. Sorry, my bad. Rồi, lỡ cô đó. Nếu mà cái này bỏ đi liền vào đây á, thì cái này closely mới hợp lý. Còn cái này có daily với lại closely cũng được. Nhưng mà cái này không thể là daily được. Đúng rồi, cô để lộn. Sorry. Nguyên, right? Next one. Anh không? Kim Ngân. There has been several thefts reported quickly. Quickly? Oh. You want to change? Have been, right? So it should be? Lately. Yes, it should be lately. Thank you. 1 point. Next one. Minji. Number five. Finally, in us, the country is work. Whistling a few local phrases. 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 As soon as your apply, you find. Wait. Jay, this one is each. Is. Each. Is. This one is learning. Learning. Okay. Learning. Thank you. Maybe number six will be someone else then. Can I have someone else, please? Number six. The last one. Ủa còn một cái cuối không ai ơi? Thầy. Ngọc Lan. You find the local street you in a more friendly way. Yes, a more friendlier way. Some people say friendlier. Thật ra mấy bạn có cả friendlier nữa ha. A more friendly cũng được. Có một số chữ có hai cách, nhưng mà cách phổ biến hơn vẫn là cái this one. Okay, next one. Rồi tương tự thì mình sẽ dùng cái adverb phù hợp. Thì đối với một số chữ á, thì cái nghĩa nó hơi khác ha. Ví dụ như là mình có roughly á, là khoảng. Nhưng mà rough á, thì hôm bữa mình học rồi. Cái chữ slip nó đi với chữ gì mấy bạn cũng nhớ đúng không? Đôi khi một số từ mình phải thuộc thôi. Rồi cái cụm từ nè. Ví dụ như cái chữ good này á, mình hay dùng theo cái kiểu gì đây? Chữ đứng trước chữ good á. Một cái gì để mà kiểu mang nghĩa là khá. Có nghĩa là chữ này cũng quen, mang nghĩa khá là tốt. Cái xong ở đây nha. Thì cô nghĩ là nên là trạng từ luôn. Tại vì ở đây mình có dress comfortably. Comfortably là trạng từ đúng không? Thì cái đuôi gì để mà nó đồng bộ hóa với cái này. Rồi cái chữ near ha. Một cái là gần, một cái nghĩa là gần, gần như á. Kiểu như là không phải gần như theo kiểu là gần giống, nhưng mà kiểu khoảng, khoảng nha. Một cái là gần, một cái là khoảng. Rồi mấy bạn coi là cái nào vô. Thì cái chữ nearly với chữ cái roughly á, nếu mà mình viết trong cái bài mà miêu tả biểu đồ á, thì nó sẽ là mang tính khoảng đó đó. Khoảng bao nhiêu á. Rồi cái này cũng cái này cũng hơi ấy. Mà mình phải làm viết riêng nó quen á. Cái chữ direct với directly nghĩa nó cũng tự tự nhiều. Rồi có cái nghĩa tự, có cái nghĩa khác và cái nào nghĩa khác còn nói. Rồi tiếp ở đây. Ở đây thì một cái là cũng tự tưởng nhau ấy. Nhưng mà cái này nè, cái này thì theo quy tắc nè, tính từ đi trước trạng từ. Còn cái này là cái gì đây? Rồi tiếp theo ở đây, cái chữ flat á, nó mang nghĩa là phẳng đúng không? Bạn làm cái gì đó nó phẳng.
xong bạn trải nó ra phẳng. Nhưng mà nếu mà thí dụ là người nha, mà một người mà flat đó, có nghĩa là một người thẳng thừng. Không phải thẳng thừng nữa mà kiểu nói thẳng ra, không có ngại cái gì. Thẳng thừng hả? Thẳng thừng. Kiểu nói thẳng tuột ra. Không có vẻ gì bận tâm á, kiểu thẳng tuột á. Rồi đó. Rồi mấy bạn làm đi. Cô nghĩ là cái này dễ nè, câu 2 dễ nè. Câu 3 dễ nè. Tại mình hay làm. Câu này chắc hơn khó. Ồ. Uyên Uyên. Number one, they, oh, really? Okay. The journey took us deep into the country, and B, I was deeply shocked by the cost of the ticket. This one is not shocked, it's shocked. Shocked. I mean, this one is shocked. Where is Wing's name? Oh no, the list is so long now. I start to see the names in a funny way. Next one, Kim Ngân. Number two, it drove 5 kilometers to the next village. B, the sight of the homeless people sleeping roughly makes me really sad. Oh my god, Ngân. No, we have the phrase sleep what? Sleep rough. Sleep rough. Ủa, cô nhớ bài này mình học rồi đó, sleep. Yes. Sleep rough. Sleep rough. Ở trên yes. Cũng là rough luôn. No, rough roughly nearly hồi nãy cô nói là roughly là khoảng là bằng với chữ khoảng á. Cái chữ nearly cũng kiểu gần mà gần khoảng á. Đó, nên là 5 kilometers, cho nên là nó phải là khoảng, cho nên là nó là roughly. Yes. Còn hôm bữa mình học cái cụm từ rồi, sleep rough là ngủ một cách không có comfortable. Okay, thank you. Still one point. Nhớ nhớ mấy bạn, cái cụm từ này hôm bữa mình có học rồi á, sleep rough là một cách ngủ không có comfortable. Khi mà cái bài du lịch đó, sleep rough rồi. Ủa mơ mình có học rồi nha, bài C á. Cô nhớ là bài C á. Hoặc là bài I guess. Next one, Thu Ngân. Number three. We should get a pretty good deal at the hostel. Yes. You need to rest comfortably, not prettily. Yes, thank you. Okay, we need this one. Number four, they stay somewhere near. A, they stay somewhere near. B, we are nearly reach the end of our trip. Yes. Thì cái stay somewhere near là nói về vị trí ha, còn nearly là gần, đạt tới rồi, đạt đến, gần đi đến điểm kết thúc rồi. Right, next one, 5, 6, and 7. Cô nghĩ câu 6 cũng dễ hơn là câu the other one. Câu 7 cũng được, tại câu 7 có người. Giống như hồi nãy cô nói là flat là một cái là phẳng, một cái là thẳng ra, không có vẻ gì unbothered. Đình Huy. Number five, which flight goes direct to Moscow? B, the receptionist will be with you directly. Yes. Okay, one point. Next one, can I have anyone? Number seven, A, light the
map flat so we can see. We've missed the train, she says flatly. Kim Hương, do you want to change it again? Ngân, ở đây là động từ đúng không? Thì mình đi với trạng từ. Map flat. Flatly. Yes. And she says. Oh, sorry. Còn người á thì một người mà nói kiểu thẳng thẳng ra luôn, nói có vẻ unbothered thì nó sẽ là flat. Flat. Ừ. Cái flat đúng là phẳng thiệt nha. Nên là trạng từ á thì mình sẽ thêm ly như bình thường thôi. Còn cái người mà flat thì maybe nó hơi lạ xíu. Người mà flat là người kiểu unbothered, uninterested. Still, I give you one point. You know, right? Okay. Next one. Anh Thanh. Thanh, right? Yes. Yes, Thanh. No one I know has Chevrolet and Wailing as you. As what? Wailing. As Wailing. Okay, continue. The dog was left wide open. Okay. Actually, it should be the other way around. Nhưng mà hai cái trạng từ này á, nó mang cái nghĩa gần giống nhau chứ nó không có bị khác nhau, cho nên là mấy bạn dùng interchangeable được. Thật ra bình thường á, cái cụm từ mà wide open á, mấy bạn sẽ nghe cũng nhiều lắm nha, chứ không phải là wide open không. Rồi. Thì những cái mà mang nghĩa nó still I give you one point, Thanh, don't worry, you still have one point. Cô vẫn cho bạn một điểm nha. Sao cô có cảm giác hôm nay nhiều bạn là phát biểu hả ta? Là cô ghi trên bạn đó. Anyways, rồi, chỉ có mấy cái mà cô nghĩ là mấy bạn nên chú ý á. Còn lại thì, ví dụ như là took us deep. Cái hành trình á, thì hay đi với chữ deep lắm. The journey, took us deep, cụm từ ha. Ngoài ra mình có là cái chữ roughly. Cô nghĩ mấy bạn nên chú ý một số chữ thôi nha. Roughly. Với lại nearly á, là khoảng nè. Kiểu khoảng mà kiểu trong khoảng gần á. Gần trong cái con số, gần tới nha. Nearly là gần đúng không? Nhưng mà thí dụ ở đây là gần đạt đến thì nó cũng gần. Nhưng mà ví dụ như bạn cho vài số liệu đi, thì ở đây cái nearly này có thể bỏ vô roughly này được nhé. Rồi tiếp theo mình có là flat. Chỉ có chữ flat này nó hơi lạ. Một người mà she is flat thì đây là một người thẳng. Một người không có border, một người kiểu flat là nhẹ, kiểu ngang á mấy bạn, là nó không có border, không có interested, kiểu like normal, uninterested. Còn lại những cái chữ khác á, thì mình làm deep nó quen hơn. Cái này thí dụ nha, you need to dress comfortably, not prettily, thì nó lại theo cái dạng là trạng từ đi với động từ. Ở đây mình có comfortably là đồng bộ với prettily. Rồi tiếp theo ở đây pretty á, pretty này không phải là đẹp mà là một cái điều khá tốt. Pretty này trong cái chữ rather, chữ đó chắc là bằng với rather nhiều hơn. Rồi đó là pretty and rather, nó không mang nghĩa đẹp. Ok, next one cũng tương tự, mấy bạn bỏ những cái chữ kia vô đây đi. Nhớ nha mấy bạn, cái chữ roughly á, thì nó mang nghĩa khoảng khoảng nha. Còn cái chữ mà nearly cũng vậy. Ồ, cái chữ này không có nearly, roughly nearly nè. Pretty này không mang nghĩa là pretty trong đẹp mà là gần, khá hả? Rather. Đó. Rồi lately không mang nghĩa là trễ nha, mà nó mang nghĩa gần đây. Cái chữ này hơi khó nhỉ, cái chữ hard thì mấy bạn hay nghĩ tới chữ hard luôn, nhưng mà cái chữ hardly á nó là hiếm khi nha, nên mấy bạn phải coi coi cái câu bỏ chữ gì vô. Rồi mình làm đi.
penguin, please? Number one, we have been driving for hours, so we must be pretty near. Pretty near. Okay, next one. Tim Thu Ngân. Number two, Tina updates her Facebook page daily. Daily, yes. Next one, Tân Phát. Number three, tap Twitter is available for free in the restaurant. Again, Phát, this one is available. Available. Restaurant. Restaurant. Yes, available for free. Nguyễn Văn Phát. Okay. Next one. Anh Thanh. If you look past, you can see me at the back of the photo. Yes. Maybe if you don't say hard, you say if you look closely. Anh Thanh. Oh, Anh Thanh already, right? Jean? Minh Trí. Cô kêu em. Yes. Number A. Number 8. Number 9. 9? Okay, you wanna do number 8? Em lộn rồi cô. Em lộn rồi. Number 7. If lock my money and have to flip roll for tonight. Yes, sleep rough. Of course. Sleep rough. Next one. Trọng Hiếu. Number six. For the next exercise, let's start by lying flat on the floor. Okay, lying flat on the floor. Anh Thư. Number five, you've been so busy lately, you really should check out, right? Okay, next one. Last one, no one. Còn cái cuối không ai ơi. Cái chữ subscription này mấy bạn hay thấy ở trên YouTube á. Minh Trí again. Anyone? Trí? Kim Ngân, please. I have taken out a monthly subscription to Travel Magazine. Yes, a monthly subscription. Right. Thì mấy bạn chỉ cần nhớ là khi nào dùng cái nào thôi, những cái cụm từ á. Thí dụ như cái cụm từ pretty near này là mình quen thuộc nè. Hoặc là update daily, update mỗi ngày. Còn mình có monthly với lại yearly subscription, thường là monthly ha. Hoặc là cụm từ mình luôn thấy bữa giờ là sleep rough, sleep một cách uncomfortably. Rồi, chung quy là trạng từ đi với xưa giờ theo quy tắc tính danh động trạng tiền tính thôi. Đi với trạng từ là tính từ, hoặc là đi với động từ là trạng từ. Rồi, ngoài ra có một số chữ mấy bạn phải xài riết nó quen ha, tại vì nó mang nghĩa hơi khác xíu. Ví dụ như là bên đây mình có roughly, pretty, nearly, flat, hoặc là những cụm từ như sleep rough chẳng hạn. Đó, xài riết thì nó quen. Ok, next one. Rồi, cái này chắc không có thời gian đâu, mình là chắc từ giờ mình sẽ học hơi nhanh đó. Go. Now we move on to the reading part. Rồi mình sẽ có cái bài của mình đã học về What is it we learned a lot about? Here. Oh, not this one. We learned a lot about traveling and different way to get away from it all. Cho nên là bây giờ mình sẽ học tiếp về traveling online, maybe over here. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ đọc bài, mình có 3 bài ha. Bài 4, oh no, no, not bài 4, bài 2 nè. Bài 5 and bài 6.
Chúng mình là đọc cái bài này rồi mấy bạn trả lời ha, nhưng mà trước khi thì mấy bạn làm qua, mấy bạn cũng nhìn qua câu hỏi. Ở đây á là đọc kỹ năng skill đúng không? Bạn cần phải tìm một cái title phù hợp với từng bạn trước. Đây là cái này ha. Hôm bữa mình học rồi, traveling lightly đây là du lịch mà một cách nhẹ thôi, mình pack ít đồ thôi là traveling light đúng không? Non-stop là không dừng thôi. On the road to nowhere, đi tới một nơi vô định. Follow your dreams, thì bạn sẽ đọc qua cái đoạn ở dưới đây nè. Đây đây, cái đoạn này mình có A, B and C. Bạn coi coi người nào là làm gì. Ở đây có Ruff nè, Ruff. Ở đây thì có Alex. Đó, ở đây thì mình có Menon, Menon. Rồi mấy bạn cũng đọc qua coi là đoạn nào nói về người nào, phong cách du lịch của mỗi người. Rồi thứ hai, ở đây thì mình sẽ có những cái ý nào xuất hiện trong đoạn A, B hoặc C ha. Thí dụ ý này xuất hiện trong A, or B or C. Like where do you see this at one? Rồi thì thường bạn đọc qua, bạn gạch chân keyword xong rồi bạn đọc để cô coi có từ mới không. The traveler use block, ask people to things. Ở đây thí dụ người ta có the things đúng không? Những cái mà traveler took with him or her on the journey á, thì maybe trong bài nó không có ghi chang vậy mà nó sẽ liệt kê ra cái đó là cái gì luôn. Rồi, first travel experience that was the inspiration for more. First travel, ở đây mình có nói là trải nghiệm đầu tiên đúng không? Inspiration. Maybe nó không có ghi chang là inspiration, là cái này bắt đầu những cái khác hoặc là từ cái này, cái những cái khác bắt đầu. When traveler asking for. Ở đây nha, các bạn thấy both online và ở ngoài, take part in something. Collect money. Cái này dễ nè, cái này thấy money. The speed lead đây mấy bạn, đó là tốc độ ha, the speed. Rồi tiếp theo, cái chỗ này nó kêu là answer in your own words, nhưng mà không cần đâu, mấy bạn cứ cho cô biết cái chỗ nào bạn thấy cái thông tin đó là được. Ở đây có three ways ha, xong có tên này mình chỉ cần kiếm cái tên thôi. Thí dụ đoạn này là đoạn nào đây, rồi kiếm cái đó thôi. Tractor, tractor là cái gì đó bạn kể cũng được, nói chung bạn biết nó là phương tiện di chuyển đi, tại vì mình có traveling by tractor. Rồi mấy bạn đọc xong thử coi mấy bạn đoán ra nó là cái gì nha, nhưng mà mấy bạn cứ kể đi, bạn cứ biết nó là tractor đi. No baggage. What never ever according to Ruff. Rồi ba bài lận chắc cô cho mấy bạn cỡ 15 phút nha, nhưng mà ai xong sớm thì bạn cứ giơ tay nha. Ok, so we can do this in 15 minutes, but please raise your hands as soon as possible if you finish. Ok everyone, 15 minutes. Rồi cô sẽ sửa vào lúc like 50, 7:50. Starting from here.